quý vị, hôm nay thứ Ba ngày 14 tháng 6 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong phiên thảo luận cho ý kiến vào dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, nhiều đại biểu khẳng định vấn đề về xã hội hóa rất quan trọng với ngành y tế. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra nhiều sai phạm trong công tác này, nhiều bác sĩ đã rơi vào vòng lao lý. Theo các đại biểu, nguyên nhân được cho là mặc dù luật đấu thầu đã có hướng dẫn với các thông tư nghị định nhưng còn mang tính chất chung chung nên ranh giới giữa đúng và sai rất mong manh. Dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, có đại biểu cho rằng dự án luật chưa tiếp thu đầy đủ ý kiến kết luận ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo luật quy định về xã hội hóa còn chung chung, chưa bảo đảm sự bình đẳng giữa cơ sở ngoài công lập và công lập, chưa cụ thể chính sách khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài công lập, chưa có phân tách vùng thuận lợi, vùng khó khăn để khuyến khích đầu tư vào vùng khó khăn. Đại biểu nhấn mạnh nguồn lực trong xã hội còn rất lớn, do đó nếu như Quốc hội, Chính phủ ban hành những quy định thật cụ thể, đầy đủ, rõ ràng về xã hội hóa, liên doanh, liên kết sẽ giúp cho các bệnh viện có hệ thống trang thiết bị hiện đại và sẽ mang lại lợi ích cho bệnh nhân và mang lại lợi ích cho nền y tế nước nhà. Một là kiến nghị quy định cụ thể vào trong dự thảo luật này, những cái nguyên tắc, những yêu cầu đặc thù của xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Thứ hai là kiến nghị bổ sung các cái cơ chế kiểm soát để nhằm chống cái sự biến tướng, chống lợi ích nhóm. Bài toán đặt ra ở đây là cơ sở y tế đã đủ điều kiện thực hiện tự chủ thì cho phép tự chủ hay giao cho họ tự chủ rồi để họ phải hoạt động tự chủ. Theo tôi, cần xác định và phân nhóm đầu ra các loại dịch vụ y tế thật cụ thể, nhóm dịch vụ cần thiết yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị do nhà nước giao. Một số đại biểu cho rằng, để thực hiện được mục tiêu cao đẹp, lấy người bệnh là trung tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trước hết, luật khám bệnh, chữa bệnh phải đủ hoàn chỉnh, rõ ràng để không chỉ bảo vệ mà còn khắc phục và ngăn ngừa những hành vi sai trái tồn tại trong ngành y tế suốt nhiều năm qua. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động. Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Ngoài ra, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2022. Cuộc thi nhằm góp phần vào thành công của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Dự lễ phát động cuộc thi có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Sanfet Hunbunnon, Đại sứ Lào tại Việt Nam và đại diện một số bộ ban ngành liên quan. Cuộc thi năm nay tập trung vào một số chủ đề trọng tâm như quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào qua các thời kỳ lịch sử, các lãnh tụ đảng nhà nước Việt Nam-Lào qua các thời kỳ, những cá nhân điển hình có đóng góp quan trọng cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, các thành tựu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và trong giai đoạn hiện nay, cùng một số nội dung khác. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCnet và các cơ quan báo chí, phối hợp trong 12 tuần, ngày 13 tháng 6 năm 2022 đến ngày 5 tháng 9 năm 2022. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước, hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Cuộc thi cũng nhằm thông tin rộng rãi, có sức lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp báo thường kỳ nhằm công bố kết quả chỉ đạo điều hành của Bộ trong nửa đầu năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành đã đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu. Sau nửa đầu năm nay, Bộ Xây dựng đã tập trung ban hành đầy đủ kịp thời các chương trình, kế hoạch, hành động, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 41%, tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 92,8%. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã chủ động làm việc với Ngân hàng Nhà nước để đánh giá cụ thể tình hình diễn biến dòng vốn và thị trường bất động sản, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp. Chủ trương chung thì chúng ta không siết dòng vốn cho bất động sản, đặc biệt là những cái bất động sản phục vụ cho nhu cầu thiết thực của người dân có nhu cầu về nhà ở. Chúng ta chỉ kiểm soát cái dòng vốn cho nó lành mạnh qua một số kênh và đặc biệt là tránh cái hiện tượng đầu cơ. Theo Bộ Xây dựng, trong nửa cuối năm nay, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế của Bộ tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó là các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch, phát triển và quản lý hạ tầng đô thị, đẩy mạnh quá trình phát triển thị trường bất động sản và nhà ở, nâng cao chất lượng giám sát công trình, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, một nghịch lý của đầu tư công là tiền đã có nhưng vẫn chưa thể giải ngân vì còn khá nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Chậm giải ngân vốn đầu tư công sẽ cản trở sự phát triển của đất nước, nhất là giai đoạn nền kinh tế đang phục hồi và tăng trưởng hiện nay. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 31 tháng 5, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định giao chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân trong năm 2022 là 481.200 tỷ đồng, tương ứng đạt 93% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị vốn trong nước triển khai thực hiện mới đạt 113.700 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch và vốn nước ngoài là 2.178 tỷ đồng, đạt 6% kế hoạch. Cái việc mà giải ngân vốn đầu tư công là có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển, đối với tăng trưởng, đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta đang phải đẩy mạnh cái phục hồi kinh tế. Trong các phiên thảo luận tại nghị trường Quốc hội gần đây, nhiều đại biểu cũng như lãnh đạo các địa phương đã đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh quy định của luật đầu tư công để phù hợp với thực tiễn, theo hướng cho phép xây dựng dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng riêng và xem xét đây là hoạt động chuẩn bị đầu tư hoặc chuẩn bị thực hiện dự án. Cái việc mà rà soát hệ thống luật pháp trong cái đầu tư công hiện nay là cần phải đẩy nhanh hơn nữa và cần phải phân cấp ủy quyền cho các địa phương nhiều hơn nữa thì mới tránh được cái tình trạng mà cái đầu tư công giải ngân chậm hiện nay. Trình bày trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xác định rõ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm nay. Tháng khuyến mãi tập trung do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phát động sẽ kéo dài từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 tới đây tại các hệ thống siêu thị, chợ truyền thống trên toàn địa bàn thành phố. Mặc dù ngày mai thì chương trình mới chính thức khởi động, nhưng từ cuối tuần qua, người tiêu dùng cũng đã được hưởng lợi từ các gói khuyến mãi giảm giá sâu tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Tại siêu thị Mega Market thành phố Thủ Đức, bà Bích Ngọc tranh thủ chọn mua các mặt hàng thiết yếu như nước lau sàn, giấy ăn, dầu gội với số lượng nhiều hơn mọi khi. Đơn giản là vì lần này bà mua hai sản phẩm mà chỉ phải trả tiền một sản phẩm. Việc giảm giá và khuyến mãi tới 100% giúp bà Ngọc tiết kiệm được chi tiêu trong vài tháng tới. Trong cái thời buổi hiện nay là xăng lên rồi vật giá, cái gì cũng lên hết mà chương trình của bên em là mua hai tính tiền một như thế này thì là coi như là làm cho người tiêu dùng rất là tốt, hỗ trợ người tiêu dùng trong cái thời điểm này. Thưa quý vị, mặc dù là mới khởi động những ngày đầu, tuy nhiên thì chương trình tháng khuyến mãi mua sắm cũng đã được sự hưởng ứng rất là nhiệt tình từ phía người tiêu dùng. Đây là cơ hội để người tiêu dùng có thể tiếp cận những cái sản phẩm với cái giá thành hợp lý và được giảm giá sâu nhất. Có thể thấy rằng là các sản phẩm nội địa cũng đã được ưu tiên tham gia các chương trình khuyến mãi này. Không khí khuyến mãi, giảm giá tràn ngập các gian hàng với những bảng giá mới trải rộng khắp các ngành hàng, từ thực phẩm tươi sống đến thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng với chương trình bằng cách phối hợp với các nhà cung cấp, tổ chức những cái chương trình khuyến mại lớn, giảm giá lên tới 100% với hàng nghìn sản phẩm. Còn tại trung tâm mua sắm Vạn Hạnh Môn, chị Loan cho biết, dù rất dè dặt chi tiêu, nhưng nhờ chương trình giảm giá 50%, chị đã có thể mua chiếc ghế massage mà mình mong muốn từ lâu. Nhiều gia đình người ta muốn sở hữu một cái ghế massage hoặc là sở hữu một món gì đó, nhưng mà nó quá đắt, không có đủ kinh tế để họ mua. Thì những cái chương trình giảm giá này rất là tốt. Hôm nay rất là may mắn là đã mua được cái đôi giày cho em bé giảm giá rất sâu 50%. Rất là phù hợp cho kinh tế của mọi người.
Không dừng lại ở các mặt hàng thiết yếu, những thương hiệu tiêu dùng cao cấp vẫn nhiệt tình tham gia khuyến mãi. Có tới 200 nhãn hàng thời trang, trang sức, dịch vụ vui chơi giải trí cũng đã hưởng ứng chương trình thỏa sức mua, đua sức sắm lần này. Đa số các ngành hàng đều tham gia đăng ký chương trình khuyến mãi với rất nhiều hình thức như giảm giá trực tiếp, tặng quà, tặng voucher. Trong đó thì phổ biến nhất vẫn là hình thức giảm giá trực tiếp từ 10 cho đến 50%. Đặc biệt, một số mặt hàng có thể lên đến 100%, ví dụ như ngành hàng tươi sống, hóa phẩm, đồ dùng của Co-op Extra. Kiên trì thực hiện cái mùa mua sắm tập trung 15 tháng 6 đến 15 tháng 7, 15 tháng 11 đến 31 tháng 12, định kỳ hàng năm. Và từ cái khuyến mãi tập trung như thế này, các doanh nghiệp có thể chuẩn bị những cái đơn hàng lớn và người dân có thể được biết, được nhận diện để đến cái thời điểm phù hợp như thế này sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh để mua sắm. Và thành phố Hồ Chí Minh, những cái giải pháp như thế này sẽ góp phần tiếp tục xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là một cái trung tâm mua sắm lớn của Việt Nam và khu vực. Trên báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay có bài viết về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đang diễn ra ở nhiều bệnh viện trên khắp cả nước. Và bị ảnh hưởng lớn nhất là người bệnh. Họ bị tước quyền lợi khi khám chữa bệnh vì không được hưởng các loại thuốc, vật tư y tế mà bảo hiểm y tế chi trả. Đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết đã có văn bản gửi đến các đơn vị để lấy ý kiến tìm hiểu nguyên nhân thiếu thuốc bảo hiểm y tế tại các bệnh viện hiện nay, nhằm ghi nhận thực tế tình trạng những loại thuốc đang thiếu, xem nguyên nhân chưa cấp phép hay do nhập khẩu khó khăn để có phương án giải quyết phù hợp. Trong trường hợp thiếu thuốc do chưa được cấp phép hay gia hạn giấy phép lưu hành thuốc, Cục sẽ giải quyết ngay. Giá xăng vừa tăng thêm khoảng 800 đồng mỗi lít vào chiều qua. Ghi nhận vấn đề này trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Với tiêu dùng, xăng dầu chiếm 1,52% trong tổng chi tiêu của hộ gia đình. Vì vậy, khi giá xăng dầu và giá cả hàng hóa tăng, người dân buộc phải thắt chặt chi tiêu. Các chuyên gia cho rằng, các cơ quan chức năng có thể cân nhắc sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu một cách linh hoạt hơn nữa, đồng thời cân nhắc giảm một số loại thuế, phí đối với xăng dầu như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng động cơ không pha trì. Bên cạnh đó, cân nhắc biện pháp hỗ trợ một số lĩnh vực chịu tác động nặng nề bởi giá xăng dầu tăng mạnh như vận tải. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Ong sẽ chính thức đảm nhận vai trò Phó Thủ tướng Singapore. Ngoài vị trí này, ông Ong cũng đảm nhận một số vị trí quan trọng khác trong nội các và có triển vọng sẽ lên nắm giữ nhiều trọng trách lãnh đạo cao hơn trong tương lai. Theo tuyên bố chính thức, Phó Thủ tướng Lawrence Wong, 49 tuổi, sẽ tiếp tục giữ vai trò Bộ trưởng Tài chính. Ông cũng sẽ phụ trách nhóm chiến lược trong văn phòng Thủ tướng với nhiệm vụ giám sát các ưu tiên chính và các vấn đề Singapore phải đối mặt trong trung và dài hạn. Ông Wong được đánh giá là người có công lớn trong việc giúp Singapore vượt qua đại dịch COVID-19. Hồi tháng 4 vừa qua, ông được chọn là người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư của Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền, một động thái mở đường để ông có thể trở thành Thủ tướng Singapore trong tương lai. Ngày 13 tháng 6, Ngoại trưởng Israel kêu gọi công dân nước này đang ở Thổ Nhĩ Kỳ nên rời đi sớm nhất có thể trước nguy cơ Iran đang lên kế hoạch tấn công người Israel tại Istanbul. Theo Ngoại trưởng Israel, lời kêu gọi được đưa ra khi chính phủ nhận thấy Iran có thể thực hiện các vụ tấn công nhằm vào người Israel trong kỳ nghỉ. Nguy cơ này là có thật và rất cận kề. Nếu đã ở Istanbul, bạn cần qua lại Israel sớm nhất có thể. Nếu đã lên kế hoạch bay tới Istanbul, bạn cần hủy chuyến. Không có kỳ nghỉ nào đáng giá bằng mạng sống. Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã liệt kê Thổ Nhĩ Kỳ là nước rủi ro cao vì Iran có thể tìm cách làm hại công dân Israel tại đây. Thổ Nhĩ Kỳ vốn là địa điểm du lịch ưa thích của người Israel. Kinh tế Anh đang đối mặt với nguy cơ suy thoái sau khi Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố số liệu chính thức cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong tháng 4 tiếp tục tăng trưởng âm. Đây là tháng sụt giảm thứ hai liên tiếp của kinh tế Anh do ảnh hưởng của mức lạm phát cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Theo số liệu mới được công bố, sau khi giảm 0,1% trong tháng 3, GDP của Anh tiếp tục âm 0,3% trong tháng 4. Đáng chú ý là cả sản lượng dịch vụ, sản xuất và xây dựng đều giảm. Đây là lần đầu tiên tất cả các lĩnh vực kinh tế của Anh đều sụt giảm theo tháng kể từ tháng 1 năm ngoái. Những dữ liệu trên càng làm dấy lên lo ngại rằng kinh tế Anh có thể rơi vào suy thoái khi các ngành tiếp tục hứng chịu những tác động của tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và lạm phát vốn đã chạm mức 9%
cao nhất trong 40 năm qua. Để kiềm chế đà tăng lạm phát, Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã lên kế hoạch tăng lãi suất chủ chốt trong cuộc họp diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tới, dù tăng trưởng kinh tế đang yếu dần. Thưa quý vị, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, từ nay đến cuối năm 2022 có thể xảy ra dịch lớn nếu không có giải pháp ngăn chặn. Chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về vấn đề này. Thưa quý vị, trong một báo cáo vào tháng 1 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới WHO lưu ý số ca mắc sốt xuất huyết trên toàn cầu đã tăng 30 lần trong vòng 50 năm qua và cảnh báo dịch đang bùng phát ở những khu vực mới. Vào năm 2019, thế giới đã trải qua dịch sốt xuất huyết kỷ lục với 5,2 triệu ca. Nhưng nhiều chuyên gia đang lo ngại năm nay có nguy cơ lập kỷ lục mới. Cho đến giờ thì châu Mỹ và châu Á là hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt sốt xuất huyết năm 2022. Châu Mỹ đang bị sốt xuất huyết mỗi giây một cách bất thường. Báo cáo 5 tháng đầu năm 2022 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận có 1.238.528 ca sốt xuất huyết tại châu Mỹ, trong đó có 426 người tử vong. Đứng đầu là Brazil với gần 1.115.000 ca, tiếp đó là Peru, Colombia, Nicaragua và Ecuador. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC công bố số liệu cho thấy châu Á cũng là một điểm nóng sốt xuất huyết nữa, tập trung ở khu vực Đông Nam Á. Singapore chỉ có 5,7 triệu dân, nhưng số ca sốt xuất huyết năm 2022 của nước này đã hơn 11.000, vượt xa con số 5.258 của cả năm 2021. Đó mới chỉ là thống kê ngày 1 tháng 6 trước khi mùa sốt xuất huyết cao điểm thực sự bắt đầu. Chính quyền Singapore thừa nhận đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp do sốt xuất huyết gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Sốt xuất huyết bùng phát buộc chúng tôi phải cho công nhân tạm nghỉ để điều trị bệnh. Điều này khiến công việc bị đình trệ. Không chỉ ngành xây dựng, sốt xuất huyết cũng gây gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng tới nền kinh tế. Còn tại Philippines, nước này ghi nhận 22.000 người mắc sốt xuất huyết từ tháng 1 đến tháng 4, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 126 ca tử vong. Indonesia ghi nhận 22.331 trường hợp, Malaysia là 13.651 trường hợp tính đến ngày 7 tháng 5. Đứng đầu về số ca sốt xuất huyết ở Đông Nam Á là Việt Nam. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 11 tháng 6, số ca mắc sốt xuất huyết tại nước ta đã tăng 53%, lên hơn 43.600 ca, tập trung chủ yếu ở miền Nam. Đáng lo ngại là từ khi các báo cáo trên được đưa ra tới nay, số trường hợp mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục tăng nhanh tại nhiều nước. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại siêu virus có tên là dengue gây ra. Bệnh lây truyền từ người này sang người khác khi bị mũi dằn mang mầm bệnh đốt. Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết bùng phát mạnh như năm nay là do nhiều nguyên nhân. Trong đó, hiện tượng nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu là yếu tố chính. Theo CNN, Đông Nam Á là khu vực bị ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết nắng nóng kéo dài, mưa thường xuyên và ẩm ướt hơn, tạo ra môi trường sinh sản thuận lợi cho loài mũi vằn gây sốt xuất huyết. Hiện tượng nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu ngày càng mở rộng phạm vi đến nhiều khu vực khác và tạo ra nhiều ổ dịch hơn. Bên cạnh đó, có một nghịch lý là việc phòng bệnh tốt giúp ít người mắc sốt xuất huyết hơn thì khả năng miễn dịch trong cộng đồng lại giảm. Điều này khiến dân số còn lại trở nên nhạy cảm hơn với bệnh. Điển hình là tại Singapore. Có nhiều nguyên nhân gây ra sốt xuất huyết. Một trong những lý do đó là số ca mắc sốt xuất huyết chủng Delta đang tăng lên. Trong vài chục năm trước đây, sốt xuất huyết chủng Delta 1, Delta 2 thống trị Singapore. Vì vậy, hiện tại có rất nhiều người Singapore chưa bị nhiễm sốt xuất huyết trước đây, giờ sẽ trở nên nhạy cảm với loại này hơn. Trên thế giới đã ghi nhận 4 chủng sốt xuất huyết là Delta 1, Delta 2, Delta 3 và Delta 4. Ngoài ra, những lý do khác như môi trường sống, môi trường làm việc không đủ vệ sinh, ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe cá nhân còn kém cũng góp phần khiến sốt xuất huyết gia tăng. Nói về giải pháp để phòng chống sốt xuất huyết, hiện có hai giải pháp chính là tiêm vaccine và ngăn ngừa mũi đốt. Trên thế giới, công tác nghiên cứu để tìm ra vaccine chống lại sốt xuất huyết đã bắt đầu từ thập niên 1920 và đến nay đã có nhiều tiến triển.
Tháng 6 năm 2016, vaccine phòng sốt xuất huyết Denvasia đầu tiên trên thế giới được cấp phép lưu hành. Denvasia cho thấy hiệu quả chống lại cả 4 chủng sốt xuất huyết ở những người độ tuổi từ 9 đến 16. Tuy nhiên, theo nghiên cứu khoa học, những người chưa mắc sốt xuất huyết mà tiêm vaccine Denvasia thì có nguy cơ trở nặng và nhập viện cao hơn. Đến nay, Denvasia đã được chấp thuận tại tổng cộng 19 quốc gia và EU. Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn chưa chấp thuận sử dụng vaccine sốt xuất huyết do còn nhiều lo ngại về tính hiệu quả và an toàn khi triển khai tiêm chủng cho người dân. Trong diễn biến mới nhất, vào ngày 9 tháng 6 qua, công ty dược Takeda của Nhật Bản vừa thông báo vaccine TAK-003 của công ty này cho thấy hiệu quả 84% chống lại nguy cơ nhập viện và 61% đối với các trường hợp có triệu chứng. Không có rủi ro về an toàn nào được ghi nhận. Các kết quả này dựa trên những thử nghiệm được thực hiện trong 5 năm qua trên cả người đã mắc và chưa mắc sốt xuất huyết. Đây chính là điểm mạnh của TAK-003. Hiện tại, vaccine này đang trải qua quá trình xem xét theo quy định để tiêm trên đối tượng là trẻ em và người lớn. Trong khi chờ đợi một loại vaccine an toàn, cách tốt nhất để phòng bệnh sốt xuất huyết là tiêu diệt muỗi tận gốc và thay đổi thói quen sinh hoạt để phòng chống muỗi đốt. Quan trọng là các doanh nghiệp và hộ gia đình phải làm công việc của mình để ngăn số lượng muỗi sinh sản. Người dân nên dọn dẹp nước ứ động một tuần một lần, sử dụng chất đuổi muỗi, đặc biệt ở những nơi có nguy cơ cao. Sốt xuất huyết dạng nhẹ có thể gây phát ban, đau nhức, sốt cao. Dạng nặng thì có thể gây chảy máu, giảm huyết áp đột ngột và khiến người bệnh tử vong nhanh chóng. Từ khi xuất hiện dịch COVID-19, việc phòng chống và điều trị sốt xuất huyết lại thêm khó khăn. Cả sốt xuất huyết và COVID-19 đều là bệnh do virus gây ra, nên hai bệnh này có các triệu chứng khá giống nhau và chúng ta cần phân biệt chúng. Đa số những bệnh nhân sốt xuất huyết đều có triệu chứng ban đầu khá nhẹ, bắt đầu bằng hiện tượng đau cơ. Tuy nhiên, những triệu chứng này khá giống với một số loại bệnh khác, trong đó có COVID-19, nên khó phân biệt. Tuy vậy, hiện tại có những loại công cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 và sốt xuất huyết. Nếu nghi ngờ, thì chúng ta có thể xét nghiệm nhanh để xác định bệnh. Xét nghiệm là cách chẩn đoán duy nhất để phân biệt các triệu chứng. Và trên hết, tất cả chúng ta cần thận trọng với các cơn sốt. Như vậy, sốt xuất huyết không đơn giản như nhiều người lầm tưởng và chúng ta không nên chủ quan. Chủ động phòng ngừa bệnh, loại bỏ mũi dằn, phát hiện sớm các triệu chứng để kịp thời điều trị là những lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra. Đến đây, chương trình Nhìn ra thế giới xin được phép khép lại. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Trở lại với phần tin tức trong nước. Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến căng thẳng ở khu vực phía Nam với số ca mắc cũng như số ca tử vong đang ngày một tăng lên. Chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết khu vực phía Nam, đề ra nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Từ đầu năm 2022 đến nay, khu vực phía Nam ghi nhận gần 40.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có gần 1.200 ca mắc nặng và 36 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi, tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và An Giang. Một trong những cái nguyên nhân mà gây nên sốt xuất huyết là lăng quăng. Thì hiện nay các vật chứa mà có nước hoặc là không có nước, vật chứa thì nhiều, nhưng mà kể cả các cái vật chứa có lăng quăng thì chúng tôi cũng phát hiện rất là nhiều nơi. Ai cũng nói là chống dịch là chuyện của ngành y tế, nhưng mà này đặc thù dữ lắm. Việc lăng quăng là việc của cộng đồng. Tại vì lăng quăng này chỉ sống trong nhà thôi. Do đó khi mà có chiến dịch diệt lăng quăng hoặc là khi xử lý ổ dịch thì người dân cần hợp tác để y tế tới hướng dẫn. Đại diện Bộ Y tế cho biết, Bộ sẽ chi viện hóa chất phun khử, tăng cường kiểm tra giám sát các điểm nóng sốt xuất huyết ở phía Nam. Các bệnh viện trong và ngoài công lập được yêu cầu tập trung nhân lực, vật lực cho công tác điều trị để giảm tử vong do sốt xuất huyết. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, diệt muỗi thường xuyên, khẩn cấp xử lý các ổ dịch, dập dịch trên diện rộng. Những năm gần đây, tỷ lệ bệnh đục thủy tinh thể ở người cao tuổi có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là đối với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để điều trị. Trước thực trạng trên, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, quận Tân Phú đã tổ chức chương trình mổ mắt miễn phí cho người dân nghèo, đem ánh sáng đến những hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.
Đây là 21 bệnh nhân đầu tiên vừa được thực hiện mổ mắt miễn phí tại Bệnh viện quận Tân Phú. Sau phẫu thuật, các bệnh nhân được các bác sĩ hướng dẫn việc chăm sóc mắt hàng ngày cũng như được cấp thuốc điều trị. Hoạt động ý nghĩa này đã tạo điều kiện cho những người dân nghèo có bệnh về mắt được điều trị kịp thời, giúp cho đôi mắt sáng hơn, thuận tiện hơn trong sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vừa mổ xong, tôi cũng thấy cũng vui mừng mà tôi chuẩn bị giờ mà cũng tháo băng ra thì nó sáng này tôi cũng rất là cảm ơn hết. Chương trình đặc biệt có ý nghĩa thiết thực và có tác dụng lớn cho xã hội, mặt khác nó cũng động viên cho các người cán bộ y tế phải góp sức để phục vụ cho một số bệnh nhân khó khăn. Bệnh viện Tân Phú thì đã triển khai kỹ thuật mổ phẫu thuật mắt PhaCo này cách đây khoảng 3 năm thì cũng đạt được nhiều kết quả. Từ đây đến cuối tháng 6 năm 2022, chương trình mổ mắt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục được quận thực hiện. Dự kiến sẽ có hơn 100 người dân nghèo trên địa bàn quận Tân Phú được tìm lại ánh sáng và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 5, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong cả nước thu trên 4.400 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ. Đáng chú ý, có hơn 50.000 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại lần kiểm định thứ nhất. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định hơn 460.000 lượt phương tiện, trong đó có gần 410.000 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và hơn 50.000 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn ở lần kiểm định thứ nhất. 5 tháng đầu năm, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong cả nước thu hơn 4.400 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ. Ước tính đến hết tháng 6, con số này sẽ đạt hơn 5.300 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Bộ Giao thông Vận tải giao năm 2022. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre cùng với các đơn vị khai thác vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy, nghiên cứu khai thác tuyến vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy tầm xa từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và ngược lại, dự kiến đưa vào khai thác vào quý 3 năm 2022. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Tiền Giang với cự ly hành trình khoảng 110 km, đến tỉnh Bến Tre với cự ly hành trình khoảng 120 km. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bến tàu cao tốc, khu vực công viên Bạch Đằng, quận 1, cảng Sài Gòn, quận 4, tại tỉnh Tiền Giang, cảng du thuyền Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tại tỉnh Bến Tre, bến phà rạch Miễu Cũ, bến tàu khách du lịch Bến Tre. Trong suốt quá trình vận hành, phương tiện đi thẳng, không dừng đổ đưa rước khách trên dọc hành trình tuyến. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành công văn về việc triển khai giải pháp tổ chức vận tải các lĩnh vực, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải trong đợt cao điểm mùa du lịch và mùa mưa bão. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy Nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam chủ động triển khai các giải pháp tổ chức vận tải theo lĩnh vực quản lý, đồng thời có giải pháp để tăng cường kết nối với loại hình vận tải khác nhằm phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu đi lại của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn cho các phương tiện vận tải theo lĩnh vực quản lý, đặc biệt trong đợt cao điểm mùa du lịch và mùa mưa bão. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.